cái thông tin kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn là một cái thông tin một cái tin tức mà rất nhiều bạn hỏi thuận thường cũng đã nói sơ qua trong một cái video gần đây nhưng mà nhiều bạn muốn thường chia sẻ thêm thì cái thông tin này là thông tin liên quan đến cái sàn ở nước thổ kỳ như là cái nước thổ nhĩ kỳ đó thì thông tin này thường nghĩ là mang cái tính chất là ly kỳ hơn là ảnh hưởng đến thị trường nhưng mà Thường cũng muốn chia sẻ một số những thông tin với các bạn Thì những bài nào mà không rành về những chuyện gì đang xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ Thì dựa theo những cái bài báo mà chúng ta thấy là chúng ta có một cái sàn ở Thổ Kỳ Gọi là sàn Todex Cái sàn Todex này đó là một cái sàn mà rất là lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ Với tổng cộng là có lên tới 700.000 người sử dụng cái sàn này Là một sàn rất là lớn Và dựa trên thông tin đó, thì khoảng chừng 391.000 người không có đăng nhập vô sàn được thì sau đó đó thì CEO của sàn này đã mất tích và bây giờ đó thì nhiều người cho là CEO của sàn này đã qua nước Albania. Thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào cái bản đồ đi các bạn được Đây là một sàn ở nước Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là Turkey như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là một nước mà kế bên Syria, Armenia, Georgia, Bulgaria và Chris và mình hiểu được là dựa theo thông tin thì CEO của sàn Todex này đã bỏ trốn đi với tổng cộng là 2 tỷ đô la nhưng mà thật sự nói là thật hư chúng ta vẫn chưa biết được đây vẫn là một cái thông tin mà vẫn chưa có rõ ràng nhưng mà dựa theo cái thông tin thì CEO của sàn Todex này đã bỏ đi và cái sàn này đó đang có tổng cộng là khoảng 2 tỷ đô la thì các bạn được là CEO của sàn này đã bỏ đi và đã bay qua cái nước đó chính là cái nước Albania như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là Albania thì đây là cái thông tin mới nhất thì các bạn thấy được là bây giờ đó chúng ta nhìn vào tình hình chung đó thì nhiều người ở Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ khá là lo lắng tại vì trong cái sự kiện này đó chúng ta vẫn chưa biết là thật như thế nào cái CEO của sàn này là một là bỏ trốn tại vì uh, scam có nghĩa là đây là một sự lừa đảo sau đó bỏ trốn hay là cái CEO của sàn này nói là ông ta bay qua nước Albania không phải là bỏ trốn mà là thực sự là có cái lý do chính thức liên quan đến công việc cần phải bay qua Albania để mà đàm phán một số những công việc liên quan tới sàn Todex chứ không phải là bỏ trốn và CEO của sàn Todex lại nói là cái sàn của ông ta không phải là bị cái vấn đề liên quan đến là lừa đảo mà là bị một cái dù hát chứ ông ta là một người trong sạch không có phải là bỏ trốn đi hay là lừa đảo gì hết và cũng có nhiều người nói là đây là một cái sự bỏ trốn không phải là lừa đảo mà tại vì CEO của sàn Todex đang lo sợ chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ Tại vì các bạn thì được ở Thổ Nhĩ Kỳ đó sau khi mà cái sàn Todex này bị ngưng hoạt động và sau đó thì các bạn thấy là CEO đã bỏ qua nước Albania thì những cái chương một ngân hàng liên quan đến sàn này đã bị đóng băng và tổng cộng là có 62 người đã được mời về hợp tác điều tra với chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ Cộng vào đó nữa thì cái thông tin mới chúng ta nhận được ngày hôm qua là có thêm một sàn ở Thổ Nhĩ Kỳ nữa đó chính là sàn V Bitcoin sàn này cũng đóng cửa vì nói là cái số lượng người rút ra quá nhiều có nghĩa là làm cho sàn không hoạt động được cho nên phải đóng cửa để mà giải quyết những cái lệnh rút tiền đó và sàn đã ngưng hoạt động và đóng cửa thì tổng cộng cái sàn V Bitcoin này đã có bốn người được mời về để mà hợp tác điều tra với chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy là có rất nhiều những giả thuyết được đưa ra có phải là lừa đảo hay không những sàn này tại sao mà đột ngột bị chính phủ của thổ nhĩ kỳ tới để mà niêm phong sàn hay là bắt người về để mà hợp tác điều tra vân vân thì các bạn thấy được là chúng ta phải nhìn xa hơn nữa thì nước thổ nhĩ kỳ là một nước chúng ta cũng đã từng nói tới một năm trước đây thì các bạn thấy được là gần đây đó thì cái thông tin là nước thổ nhĩ kỳ đã có cái luật là sẽ không cho người dân của thổ nhĩ kỳ sử dụng crypto làm phương tiện thanh toán chứ không phải là cấm crypto đây là một điều mà thổ muốn làm rõ với các bạn thì nhiều người nói là thổ nhĩ kỳ cấm crypto thì cũng không hoàn toàn đúng cái mà chính phủ thổ nhĩ kỳ muốn làm đó chính là không cho người dân dùng crypto làm phương tiện thanh toán phải dùng cái đồng pháp định có nghĩa là đồng turkish libra để mà thanh toán hàng ngày chứ không thể dùng crypto được và sau đó thì chúng ta lại nghe nói tới thông tin liên quan tới sàn Todex rồi bây giờ lại nghe nói tới thông tin liên quan tới vàng vi Bitcoin thì có chuyện gì đó đang xảy ra các bạn cần nên hiểu đó là thổ nhĩ kỳ là một nước là không có ổn lắm về cái phương diện tài chính các bạn thấy được là hiện bây giờ đó thì dựa theo trading economics thì cái phần trăm lạm phát của thổ nhĩ kỳ chính thức thông báo là 16,19% phần trăm lạm phát rất là cao và các bạn thấy được là từ tháng 10 của năm ngoái cho đến bây giờ là tháng nào tháng nấy các bạn thấy được là cũng tăng lên hết từ 11% lên đến 14% lên tới 14,6% lên tới gần 15% lên tới 15,6% và bây giờ lên tới 16,19% và trong cái tình hình này đó thì gần đây các bạn thấy được đây là cái bài viết hồi tháng 4 nhưng mà cái sự kiện này xảy ra là hồi tháng 3 của năm 2021 này ngày 22 Tây thì đây là cái ngày mà cái cựu chủ tịch của ngân hàng trung ương của nước Thổ Nhĩ Kỳ đã bị khai trừ sau khi mà nhậm chức trong thời gian là chỉ có 5 tháng mà thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái người chủ tịch cũ của ngân hàng trung ương của nước thổ nhĩ kỳ nhậm chức trong cái thời gian là 5 tháng như là từ cái thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 3 thì người này nhậm chức để mà giải quyết cái vấn đề là lạm phát ở thổ nhĩ kỳ quá cao thì làm sao để mà quản lý phần trăm lạm phát tại vì lạm phát có nghĩa là người dân càng ngày càng mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn với cùng một cái số tiền đây là một điều mà rất là xấu có thể xảy ra cho một quốc gia thì cái người mà cụ chủ tịch ngân hàng trung ương của nước thổ nhĩ kỳ đã đưa ra cái chiến lược đó chính là tăng lãi suất lên đương nhiên các bạn thì được là tăng lãi suất là một trong những điều mà các bạn cần phải làm để các bạn quản lý phần trăm lạm phát nhưng mà làm tăng lãi suất thì đương nhiên sẽ hạn chế rất nhiều việc như là in tiền cũng như là các bạn thì được là có thể cho vay với cái mức vay rẻ vân vân thì tăng lãi suất nó sẽ có cái sự ảnh hưởng liên quan đến tài chính riêng của tăng lãi suất nhưng mà nếu muốn quản lý lạm phát thì đây là điều cần làm nhưng mà tăng lãi suất lên thì lại khiến cho có những cái phản phụ khác trong nền kinh tế và cái người này đã bị khai trừ và trong cái ngày mà bị khai trừ đó ngày 22 tới tháng 3 thì cái đồng pháp định tiền của nước Thơ Kỳ nước Thổ Nhĩ Kỳ là đồng lira đã giảm xuống 16% khi mà so sánh với lại đồng đô la. Các bạn thấy được là bây giờ thì lại có thêm một cái chủ tịch ngân hàng trung ương mới và lại tiếp tục in tiền cho nên tình hình của nước Thổ Nhĩ Kỳ không được tốt lắm và đây cũng là một trong những cái lý do tại sao mà Đức Thổ Nhĩ Kỳ lại lo lắng và không cho người dân sử dụng crypto làm phương tiện thanh toán tại vì nếu như vậy thì sẽ làm giảm đi cái nhu cầu sử dụng đồng pháp định Lira và có phải là nước Thổ Nhĩ Kỳ muốn đi theo một bước nữa hay không có phải là đang đàn áp những cái sàn giao dịch tuy là không cấm giao dịch nhưng mà cũng bắt đầu đàn áp những cái sàn giao dịch hay không thì chúng ta không biết được cho nên bây giờ chúng ta có ba giải thuyết một là cái sàn Todex này hay là cái sàn VBitcoin này là hai sàn lừa đảo và vì lý do đó những nhân viên đã được mời về hợp tác điều tra và sàn Todex nói riêng thì CEO đã rời khỏi nước thổ nhĩ kỳ và bay qua nước Albania thì có thể là đây là một cái vụ lừa đảo thứ hai là sàn thực sự đã bị hack cho nên mới không hoạt động được và thứ ba đó chính là CEO của sàn Todex này rời khỏi thổ nhĩ kỳ tại vì lo sợ liên quan đến pháp lý lo sợ là chính phủ sẽ tiếp tục đàn áp và có thể dẫn đến là bắt ông ta bỏ tù hay vì đó chúng ta vẫn chưa biết được thông tin chính xác nhưng mà đây là một cái thông tin như được chia sẻ là một cái thông tin mang cái tính chất ly kỳ hơn là ảnh hưởng đến thị trường nhiều người cho đây là cái lý do tại sao thị trường đi xuống thật kêu mà nói thường không nghĩ đây là lý do tại sao thị trường đi xuống chỉ có cái sự ảnh hưởng rất là nhỏ mà thôi tuy là nước thơ kỳ là một nước mà cũng hoạt động crypto rất là mạnh nhưng mà về việc là cái sàn này cho dù là một cái dù lừa đảo đi nữa người dân mất tiền thì cái số lượng tiền đối với thùng không có lớn đến nọ mà ảnh hưởng đến cả cái thị trường này đây là điều mà thùng muốn chia sẻ với các liên quan đến cái sàn ở thổ nhĩ kỳ